Năm 2023, cơ quan chức năng đã gỡ bỏ khóa hơn 6.000 gian hàng với hơn 23.000 sản phẩm vi phạm trên các nền tảng kinh doanh online. Trong những tháng đầu năm, việc rà soát và xử lý các vụ việc vi phạm về hàng hóa trên nền tảng mạng xã hội, thương mại điện tử cũng được cơ quan chức năng liên tục xử lý. Đơn cử mới đây, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Long An kiểm tra phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử, xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách gần 500 triệu đồng. Trước đó, năm 2021, Bộ Công Thương đã yêu cầu các sàn, các website tiến hành rà soát ngăn chặn và gỡ bỏ hơn 7.000 gian hàng với gần 19.000 sản phẩm vi phạm. Năm 2022, gỡ bỏ khóa gần 2.000 gian hàng với hơn 6.000 sản phẩm vi phạm.